trai tên gì? Duy. Duy hả? Năm nay con nhiêu tuổi? Em này là dòng họ bà con với lại cái em mà hết đầu tiên. Em Huy á. Em hết đầu tiên. Em này thì ba mẹ ly hôn. Mẹ ở dạy nuôi nó. Dạ. Sáng ơi. Đi vô hết rồi đi ra làm được không? Con tên gì con? Con nhiêu tuổi? Em có ba. Em thì con có ba, ba mẹ cũng đi thân. Mỗi người cũng có một cái con đường đi. Mẹ bé này thì có ba đứa, hai đứa gái và một đứa trai. Và nó là Út. Mẹ nó thì đi lập hồ. Đi bê tông hồi xưa em kể anh. Tôi có việc ở bê tông hồi xưa em kể anh. Ai được chạy kìa? Quê con đâu? Dạ quê con Cần Thơ. Cần Thơ hả? Đây coi như là nó giống như mấy đứa này giống như mấy đứa con của em luôn. Tình cảm của em nó dành cho tụi nó còn nhiều hơn đến sinh thành đó. Có nhiều đứa kêu là con nói chuyện với thầy luôn. Nhiều cái thầy làm cho con còn hơn ba mẹ con làm cho con nè. Lúc em đi nộp giấy xin hỗ trợ mở lớp lại á. Cái em để nó ở ngoài trên xe đó, không biết ngồi ở ngoài ngồi tập kinh. Tụng kinh gì tụng lại cho chú nghe coi. Nhớ không? Rồi cứ Nam Mô A Di Đà Phật đi cho lớp không ơi lại đâu. Ra bỏ lại nhám gì mày. Nó con này đọc kinh mày. Đúng là ngưng được mà bao lâu em? Lúc mà trong thời gian đợi giấy tờ rồi chỉ đạo vậy là bao lâu? Ngưng mình ngưng khoảng bao lâu? Tổng cộng là 3 tuần. 3 tuần. Dạ, 3 tuần. 3 tuần mấy ngày. Tổng cộng là 23 24 ngày. 24 ngày. Dạ. Thương ha. Đó, những cái mà nó tình thương của tụi nó đối với em là đâu cần phải lấy đỡ đâu, bằng cái hành động đó thôi là đủ rồi. Vô tắm thay đồ luôn cái con. Còn bán xin lớp rồi chưa hết tóc nè. Rồi, Quý thì Quý vô đi. Rồi tóc con ngắn mà. Ừ. Vậy. Quý xong hả? Quý xong rồi tới đang có hát không? Quý xong tới Nam, Nam xong tới nhưng nó chính đây. Đó, đó rồi này con. Con là cuối cùng á. Cái gối này nằm ngủ miếng đi. Con có chảy máy gì không? Bình thường con có chảy ngôi gì không? Từ đây qua hả? Đúng không? Chảy máy ngược hả? Chú này thì ở với bằng ngoài. Ba mẹ đi thân từ nhỏ. Rồi kiểu mẹ nó cũng không quan tâm gì tới nó. Từ nhỏ tới lớn là do bà ngoại nuôi hết. Quê con đâu con? Dạ quê con Sóc Trăng. Sóc Trăng hả? Con tên gì? Con Nguyễn Quý. Quý. Năm nay nhiêu tuổi rồi? Con 13. 13 ha. Sóc Trăng ở huyện nào nhớ không?
lên thành phố Hồ Chí Minh này lâu chưa? Lâu rồi. Dạ. Nhớ lúc bao nhiêu tuổi không? Dạ, có con. À. 8 năm rồi. Thì bao lâu rồi? Lâu nay có gặp mẹ không? Dạ. Cũng có vài lần rồi. Lần cuối cùng gần đây nhất là bao lâu rồi? Dạ, thứ 7 tuần trước. Thứ 7 tuần trước hả? Lúc này là mẹ làm gì? Mẹ làm công nhân. Mẹ có gia đình khác chưa? Dạ, có rồi. Có rồi hả? Mẹ có con không? Dạ, không. Không. Đó tới giờ con biết mặt ba không? Đó, không. Không luôn. Ok. Rồi. Rồi xong. Okay. Sao đang tốt vậy? Không, cho húp miếng mì, cho húp nước mì nhé. Ăn mì đi. Cho Thảo ra ăn mì đi. Lại mất cỡ. Một ly. Tào quá con. Sức ăn ly thôi chứ ăn hai ly ngán chết. Trời ơi, nó ăn lần 6 cái mì đúng không anh? Ủa gì vậy hả? Nói hả? Nó ăn lần 6 cái mì á. Trời đất ơi, cái bụng đâu mà chứa. Mì gói nó ăn lần 6 gói. Trời đất ơi. Bánh mì mà mẹ em lo mẹ em nấu cái một gói mì á. Ừ. Cả nó ăn lần có 10 ổ. 10 ổ mì. Mẹ không hiểu được là cái bụng nó chứa cái gì đó ta. Cái thằng Hải á, Hải là thằng tròn mẹ anh. Ừ. Cao Bá Hải á. À, Cao Bá Hải á. Dạ. Thằng nó 8 ổ. Ủa, nó ăn không mà. Dạ. Ăn không bánh mì bò kho 8 ổ trời. Dạ, lông là 7 8 ổ. Trời đất ơi. Còn phở anh trung bình ăn được bao nhiêu tô? Em nói là một tô hết một mức. Tô là nó hấp đúng không? Đúng rồi. Nó là phải 4. Ăn gớp. Kinh khủng vậy. Vẻ là cái quý sao con ấm đạm chứ quý. Mặt bình thường á hả? Dạ. Yên tâm nha, đầu này là ngoài tiệm hớt không được đâu nha, chỉ có chú hớt được thôi đó. Xưa có một đứa nó quê Cà Mau. À. Cây xong rồi. Hai đứa. Bé đó. À. Xong rồi cái hả bé đó mượn tiền của mày. Xong cái về quê. Xong cái mượn cái trăm ngàn á. Rồi cú sốc đầu đời luôn á hả? Dạ. Mượn cái trăm ngàn xong về cũng về quê luôn, không trả nhỏ đó. Mối tình đầu đau khổ. Ừ, mối tình đầu cứ mỗi lần mà anh hát nghe nói nghe mặt sao lắm rồi cái bắt đầu là biết khỉ ảnh nè. Dạ con đặt hết niềm tin vào tình yêu mà cú sốc đầu đời luôn trời. Rồi, quá đẹp trai. Rồi, ok, tới đứa nào. Thớ kiểu gì đây anh trai? Bạn Văn hả? Bạn Văn là bạn ở Cà Mau nãy ha. Mà tóc con hơi ngắn hơn bạn ấy thì nó tự tựa thôi nghe, chứ không được giống lắm nha. Có cái mái chải chải qua ha. Quá trời, hớt cái đầu bạn Văn đẹp quá, ai cũng đòi theo bạn Văn hết. Tóc này chắc loại tóc bung nè. Tóc nó mỏng mà. Ừ. Cường này là nhất ở lớp em. Nhất hả? Dạ,
Dạ. Oh my god. À phá nhất lớp hả? Tưởng là học giỏi nhất lớp chứ. Lười nhất lớp. Ôi trời. Lười nhất lớp. Chắc hôm nay su chắc âm hả? Con tên gì? Hả? Đình Hoàng hả? Tên Hoàng. Con mấy tuổi? 12. Đang học lớp mấy trong của thầy? Lớp 2 hả? Con quê ở đâu? Cà Mau hả? Quê của chú luôn, biết Cà Mau chỗ nào không? Hả? Con lên đây lâu chưa? À. Ba mẹ hoàn cảnh này này sao? Em này thì ba mẹ cũng ly thân rồi, ở chung với bà ngoại hả? Ở chung với bà ngoại luôn. Rồi nhưng mà nghe nói là bây giờ về ở với mẹ rồi. Xong rồi. Yep. Vô tắm luôn đây. Ừ. Nước thường thôi, nước bình thường thôi. Giờ hết kiểu gì là con đây con trai? Nó là cao lên nè. Cao bên là trừ là cái máy để chải đúng không? Cái máy tôi nghe ngắn lại luôn. Ngắn luôn ha. Dạ. Vậy gì kêu bằng Mohican nha. Cái máy sụ xuống vậy nè, ngắn lại Mohican. Này hoàn cảnh em này sao hả? Khả? Hoàn cảnh em này thì ba mẹ cũng ly thân, rồi xong rồi đó là mẹ đứa hai đứa nữa. À. Rồi mẹ có hình như là hai ba đứa con gì đó, nhưng mà mẹ nó thì làm về cây cảnh á, bán cây cảnh thôi á. À. Dạ. Thuê đất để trồng cây cảnh nó bán lại. Ở chung nhà thuộc dạng cũng không đến nổi, không đến nổi. Trung bình hơi đạm đạm xíu chứ chưa là khá. Ừ. Dạ. Không vô trường chính quy được vì hơi chậm. Không sao cho các bạn. Lớp em là lớp học đầu tiên tại Sài Gòn. Em biết là mấy chỗ khác như thế nào nhưng mà tại thành phố Hồ Chí Minh có chỗ khác như ca. Dạ, một buổi tối. À, tối thứ hai. Như vậy tối đầu hết. Đúng theo nhà nước luôn, cũng thứ hai chầu cờ mới hát. Em cố gắng em làm cái lớp này để cho nó na ná với cái chất lớp chính quy. Em mong muốn là sau này khi ví dụ như bạn con nó hỏi đi, con nó hỏi là ba mẹ hồi xưa ba mẹ có được đi chơi với con, cái dạo để mang ba mẹ không đi luôn rồi, thì mất cái tuổi thơ. Em muốn là ví dụ sau này nó hỏi như vậy ba mẹ nó trời ơi xưa ba mẹ nó đi hơn biết chơi còn hơn mày nữa. Dạ. Đại loại là vậy. Bây giờ ba mẹ có biết hát quốc ca không? Có sao biết? Xưa học tình thương nhưng mà ba mẹ vẫn biết hát quốc ca. Đặt hát con này cái nợ đàng hoàng vẫn hát thứ hai chào cờ đàng hoàng. Chân rang hả hay sao đây? Rang cái gì? Cái mày vậy? Rồi ta ăn lấy mày cho bạn cho con. Hải lấy mày cho em con. Coi chỗ mì lên cho em con à. Chỗ mì lên cho em. Con ngồi đi để cho anh Hải chỗ mì lên cho con. Tao rồi con. Rồi như ngoài. Anh biết sao không? Cho nó chọn mày, nó chọn không được. Thấy được. Quá trời đẹp trai vậy. Cho các bạn ổn định cho ngồi để xong hát là quỷ luôn. Đưa các bạn ổn định.